Bé gái 18 tháng tuổi đã rơi khỏi ô tô khi đang cùng cha mẹ trở về nhà sau khi tham dự một nghi lễ tại đền Palani, miền Nam Ấn Độ. Lúc vụ việc xảy ra, bé gái đang ở trong lòng mẹ nhưng cô lại ngủ quên. Bé gái đã cố bỏ đến một trạm kiểm lâm gần đó và được các nhân viên kiểm lâm đón nhận. Rất may cô bé chỉ bị thương nhẹ và được nhân viên trạm sơ cứu trước khi bàn giao cho cảnh sát địa phương. Cha mẹ của bé gái chỉ phát hiện ra con gái biến mất khi về đến nhà. Khoảng cách từ điểm cô bé bị rơi đến nhà là khoảng gần 50 km.